Còn một vị chứng sơ quả khi đã tái sanh thì vị đó vẫn còn giữ được đạo quả của mình hay không? Thì vẫn có những cái gì, vẫn có vị ấy vẫn còn giữ được đạo quả của mình. Ừ. Và có một điều á là mặc dù là trong kinh tạng thì sư chưa có thấy chỗ nào nói, nhưng mà sư nghĩ như vậy nè, một vị đã chứng sơ quả thì dù cho vị ấy còn tái sanh ở cõi dục á, thì vị ấy sẽ vẫn còn cái trí nhớ tiền kiếp, vị ấy sẽ có được cái trí nhớ tiền kiếp. À, bằng chứng là một vị chứng sơ quả thì vị ấy, thứ nhất là vị ấy không thể đi lui, tức là đã chứng sơ quả thì không thể lùi ra khỏi để trở là lại phàm, thì nó không thể có rồi. Cái thứ hai là một vị chứng sơ quả thì cho đến khi vị đấy nhập niết bàn, tức là chứng a la hán thì thôi, chứng a la hán nhập niết bàn thì thôi, vị ấy không bao giờ thối thất niềm tin nơi tam bảo. Thì như vậy nếu như vị ấy tái sanh vào thời kỳ không còn tam bảo thì làm sao mà vị ấy không thối thất cái niềm tin nơi tam bảo được? Thì như vậy có nghĩa là vị ấy phải còn cái trí nhớ tiền kiếp, phải có trí nhớ tiền kiếp thì mới làm được chuyện đó.